Tuyệt đối không để người dân tiếp tục cư trú tại các khu vực có nguy hiểm, có nguy cơ sạt trượt. Trường hợp cần thiết sẽ cưỡng chế di rời. Nội dung đáng chú ý trong công điện hỏa tốc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành ngày hôm qua. Trước đó tại xã Đạ Cờ Nàng, huyện Đam Rông liên tiếp xảy ra hai vụ sạt lở tại cùng một vị trí khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu do sự chủ quan của người dân và chính quyền địa phương. Dự báo Lâm Đồng tiếp tục có mưa lớn. Trong khi đó, tỉnh này cũng đã xác định khoảng 200 vị trí có nguy cơ sạt trượt.